Như vậy là vẫn còn một số khán giả để đèn flash để quay các trận đấu. Vậy ban tổ chức ngay yêu cầu khán giả tắt đèn flash đi để trọng tài chúng tôi dễ quan sát. Trong trận đấu này đều được thưởng 1 triệu đồng.
Hado vào giữa sân bách. Giữa sân bách. Trận đấu tiếp tục. Như vậy là để tiện theo dõi các trận thi đấu, ban tổ chức yêu cầu các quý vị đại biểu, quý vị khán giả quay lại các trận đấu thì tắt đèn flash đi, bởi vì là ban tổ chức nhìn trên này chói mắt là không quan sát được các trận thi đấu, các tình huống. Vì vậy quý vị đại biểu, quý vị khán giả thông cảm. Tắt đèn flash đi. Hiệp 1, Đô Nguyễn Tân Lộc, Nghệ An